siêu thị chẳng máy Ecomart đã đến với chuyên mục cùng khắc phục sự cố trên dòng máy giặt. Sau đây siêu thị điện máy Ecomart cùng các bạn khắc phục sự cố lỗi trên dòng máy giặt cửa ngang Aqua lỗi E1. Khi các bạn đang hoạt động máy mà trên đèn hiển thị của máy hiển thị chữ E1, đó là khi máy đang mắc lỗi không xả được nước ra. Để chúng ta khắc phục lỗi này thì khắc phục như sau. Trước tiên chúng ta hãy kiểm tra đường nước ra của máy. Ở phía bên sau máy có ống xả thải nước ra của máy đây. Các bạn kiểm tra không được cho ống cao quá thiết kế của máy, hoặc tháo con ốc này ra để cho thấp quá thiết kế của máy cũng không được, mà chúng ta chỉ làm theo đúng tiêu chuẩn của máy. Như này chúng ta kiểm tra đường ống nước thải nhà ta xem có bị gập đẹp hay không, hay có bị tắc đường nước thải hay không. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra đến van xả thải của máy. Trước cửa của máy có đường xả thải, chúng ta hãy tháo ra để chúng ta vệ sinh đường xả thải của máy. Khi chúng ta kiểm tra như này xem có vật thể gì ở bên trong máy hay không, chúng ta vệ sinh sạch sẽ rồi chúng ta vặn lại trở về vị trí ban đầu, chúng ta đóng nắp lại. Để cho khi đó, sau khi chúng ta khắc phục mọi sự cố xong, chúng ta sẽ bật máy để cho máy hoạt động trở lại. Khi nếu chúng ta mà bật máy trở lại mà máy hoạt động vẫn báo hiện tượng lỗi E1 trên đèn hiển thị thì chúng ta có thể liên lạc về nơi cung cấp máy, nơi chúng ta mua máy, hoặc về trực tiếp về hãng của sản xuất của máy để có nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra và xử lý cho khách hàng. Chuyên mục cùng khắc phục sự cố của siêu thị điện máy Ecomart đến đây là kết thúc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.